Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác cái dòng lồi cơm của Panasonic. Con này thì mã của nó là HA101. Đấy, con này thì thiết kế theo kiểu nó gọn lắm. Nó đẹp hơn so với các con khác rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn cảm giác nó rất là vuông đúng không ạ? Nhìn nó nói chung là em thấy nó đẹp hơn. Còn nhiều con nó kiểu bưỡi bưỡi ra xong rồi nó hình trông nó xấu. Nhìn con này nó gọn. Các bác này, đây xách quai kiếc là ngon lành các bác nhé. Đấy. Nhựa nhớt là nhìn hình thức là còn đẹp lắm các bạn. So với một con hàng bãi như này là em thấy là còn nó là trên cả tuyệt vời luôn đấy. Đây. Đấy. Con này thì hiện tại thì em đang cắm thử nước thì em thấy là thứ nhất là các cái phím này các bác này, tất cả các phím này nhá là hoạt động bình thường. Đấy, một cái lồi cơm cơ bản là phím nó hoạt động bình thường đã. Cái thứ hai đó là em test thử thì là thấy nước nó vẫn sôi. Ở cửa hàng thì em không có gạo các bác, không có gạo thế nên là không test được bằng gạo. Đấy, không cắm cơm thử được, nhưng mà em test thử thì nước có sôi. Nhưng mà nói chung thì cắm nước mà đã sôi thì chắc chắn là gạo sẽ chín. Đấy thì từ đấy mình có thể suy ra là như vậy các bác nhá. Thì con này em cũng bán xả luôn cho các bác nhá, xả cho nó nhanh. Đấy, xả nó lốt cho nó hết đi. Hết cái đợt này đi thì con này để các bác giá là con này bình thường nhà em đang bán của nó là hơn 1 triệu thôi, con này để các bác giá là 830.000 các bác nhá. Đấy, 830. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo em. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Nó đang sôi các bạn. Nó đang sôi đấy. Đấy, em cắm thử là để cho nước nó sôi luôn để các bác xem cho nó dễ. Đây, em có thể mở nước này các bác xem luôn nhá. Đây. Nước nó sôi như này thì chắc chắn là cơm nó sẽ chín đúng không ạ? Đây là hàng cao tần, thế nên là các bác thấy cái bọt nó rất là to và nó sôi, kể cả trên thành thì nó cũng sẽ sôi các nhá. Đấy, và khi mà vung ra thì cảm biến nó sẽ ngắt, nó sẽ giảm nguồn nhiệt. Được chưa? Đấy, các bác đậy vung vào thì nó lại tiếp tục sôi như bình thường. Thì đấy là những cái nồi cơm mà nó rất là hiện đại của hàng của Nhật. Các bạn, đấy là những cái nồi cơm mà nó rất hiện đại là hàng của Nhật, nó là như vậy. Nó sẽ có những con chip bên trong của nó điều chỉnh. Nó căn nhiệt độ rồi nó sẽ tính toán khi con người mở ra thì nó sẽ phải giảm nhiệt độ đi. Để tránh làm bỏng hơi, cái hơi các bác, hơi nó sẽ phà vào tay nó sẽ làm bỏng đấy. Đấy các bác thấy không? Em vừa mở ra cái này hơi tự động nó sẽ ngắt ngay, nó sẽ giảm nhiệt sôi ngay để làm gì, để nó không bung hơi ra là khi mình để tay vào mình nó bị bỏng đấy. Đấy là cái sự thông minh mà người Nhật người ta tạo ra. Thì giá có 830.000 thôi đấy, đang hơn 1 triệu mà xả còn nó 830 đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhé. Thì những con này em bán xả gọi là xả thanh lý dọn kho ấy mà. Đấy, thì về các bác dùng làm gì thì dùng. Đấy, còn em xả là xả thanh lý luôn cho nó hết hết cái đợt này. Hình thức thì nói chung là còn ok các bác nhá, hình thức này là quá đẹp rồi. So với một con hàng bãi nhiều con nó về nó móp mép nó bẩn thỉu các kiểu. Nhưng mà con này em thấy như này là quá là sạch, nó đẹp, gọn gàng. Đấy, tình trạng móp mép là gần như là không có. Nó cũng có một xíu nhưng mà không đáng kể. Mà chả thấy gần như không có ấy. Mà là em cứ nói phòng trừ thôi chứ còn ở đây thì cũng chả thấy nó móp ở chỗ nào cả. Đấy. À đây này, nó có xíu này đây. Đấy. Thì cái này là kiểu như có biết là hàng theo công thôi ấy, nó không tránh được. Đó, thì bác nào chốt thì alo em nhá. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.